Phân bón chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như đạm, lân, kali và các vi lượng như sắt, kẽm và mangan. Hãy dùng ngay phân bón Fosfica với các thành phần là trung vi lượng rất là cần thiết cho cây trồng phát triển một cách mạnh mẽ. Sản phẩm này giúp kích thích sự quang hợp của cây trồng, đồng thời kích thích ra rễ và tạo độc non một cách nhanh chóng, hình thành được mầm hoa làm cho hoa bung nở đồng loạt, đồng thời tăng cường khả năng đậu trái, giúp trái lớn nhanh, tăng độ ngọt và nâng cao được năng suất, chống lại một số vấn đề ví dụ như là nứt thân, xì mủ, vàng lá, thối rễ và nhiều bệnh khác, nâng cao được năng suất cũng như là chất lượng của nông sản. Pha từ 1 đến 2 ml thuốc trong 1 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc cũng có thể truy cập website kỹsuhuy.vn.